hoan chào đón tất cả các quý vị đã có mặt tại đây ngày hôm nay để tham dự lên chương trình văn nghệ âm nhạc dân tộc học đường với chủ đề Khúc hát mùa xanh. Vừa rồi là liên khúc Lý Cái Mon, Lý Tòng Quân và Lý Cây Bông và bài cổ nhạc Hoa Mùa Trắng sáng tác Ngự Bình do câu lạc bộ giai điệu phương Nam nhà văn hóa Sinh Quyên và nghệ sĩ Tố Quyên trình bày. Kính thưa quý vị đại biểu, các bạn đoàn viên thanh niên, các bạn chiến sĩ mùa hè xanh cùng toàn thể bà con nhân dân thân mến, nhằm kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2018. Chào mừng 25 năm các chương trình chiến dịch tình nguyện hè của thanh niên thành phố Hồ Chí Minh, thực hiện chỉ đạo của thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ phục vụ cộng đồng trong chiến dịch tình nguyện mùa hè xanh năm 2018. Đồng thời mang âm nhạc dân tộc đến gần hơn với các bạn trẻ, nhà văn hóa sinh viên trường Đại học Sân khấu Điện ảnh thành phố Hồ Chí Minh, nhạc viện và trường múa thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp tổ chức chương trình văn nghệ âm nhạc dân tộc học đường với chủ đề Khúc hát mùa xanh, và đó là lý do của chương trình ngày hôm nay. Các tiết mục trong chương trình đêm nay sẽ do chính các bạn chiến sĩ mùa hè xanh và các bạn nghệ sĩ sinh viên biểu diễn. Và đến với chương trình ngày hôm nay, chúng tôi rất nhiệt tình được đón tiếp tất cả các bạn đoàn viên thanh niên, các bạn chiến sĩ mùa hè xanh cùng toàn thể bà con nhân dân đã có mặt tại đây ngày hôm nay.